Thì sau một thời gian mọi người, hai anh em nó vất vả vật lộn với một giống bò này, cuối cùng cũng hoàn thiện nha mọi người. Thì anh em sẽ đem ra thưởng thức thôi. Mời các bạn theo dõi nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đông Hải Chính Từ TV. Con nhỏ em mình á, ở Sài Gòn nó về nè. Thằng anh em có làm ẩm thực, anh cũng giới thiệu mọi người. Bò củ kim châm. Mời các bạn theo dõi anh em mình nha. Đầu tiên thì khánh sẽ cắt cái bò này cho mọi người mỏng ra nè, cái củ. Gắt mũi. Thì sau thời gian này Khánh cũng đã cắt thịt bò xong nha mọi người. Thì Khánh sẽ tiến hành ướp thôi. Đầu tiên thì anh Khánh sẽ cho một ít dầu ăn nè. Bột ngọt, cái muỗng kia, bột ngọt các mọi người. Muối này mình làm chắc. Nêm cà noi với đường, một ít đường thôi nha. Tương. Dầu hào. Gia vị chúng ta đủ rồi mọi người, thì Khánh sẽ trộn lên để tầm khoảng 15 phút Khánh sẽ cuộn rồi Khánh nướng nha mọi người. Muốn ăn sống. Tôi mày đừng có bốc phét. Để mất thời gian mọi người, Khánh sẽ để cho nhỏ em gái mình chọn nha mọi người. Chọn giùm Khánh chút xíu. Khánh sẽ tiến hành làm nước chấm thằng thấm luôn Khánh. Đầu tiên cho sữa nha mọi người, sữa ông thọ nè, sữa đặc. Mình khui lỗ vào nhỏ chờ đợi. Mình chọn sâu này nè, nhìn có hấp dẫn không mọi người? Mấy em gái mình giỏi không mọi người? Rất là khổ luôn, trộn thì sữa đầu tiên là sữa này mọi người. Muối. Muối bột ngọt luôn. Ăn cay được không? Em ăn cay. Đúng ra mình sẽ định dinh xu để vô mọi người. Em gái mình ăn cay được, mình sẽ trực tiếp cho ớt này vào vô luôn. Cuối cùng Khánh sẽ cho chanh vô đây mọi người. Cắt ra nặng vô là xong, cái nước chấm thẳng thánh thôi, đơn giản. Rồi em lấy chanh giùm anh đi. Nước chấm của Khánh thì rất là dễ làm nha mọi người. Mình sẽ phong cách nặng chanh nha mọi người. Ngon chưa? Đổi đồ ai chưa? Cho nên thôi nặng truyền thống thì cho thích. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sau khi cái ông hợp thì Khánh ra cho vào chén rồi nha mọi người. Bước cuối cùng đơn giản là phải ra thôi, đơn giản nước chấm rất là đơn giản. Thì Khánh ta thử rồi chưa thấy nó cay gì mấy mọi người, thật chưa thêm
ngọc kẹo kẹo. Ok, thì thịt bò mình đã ướp được 20 phút nha mọi người, thì mình sẽ tiến hành cuộn với kim châm. Mình sẽ đưa cho bé Nhi cột nhưng mà ê lộn bé Nhi ảnh sorry mọi người. Tiến hành cuộn nha mọi người. Thì đầu tiên á mình sẽ đẩy đi cái miếng thịt bò nè xuống mặt thớt. Kim châm mọi người mua về mọi người cắt bỏ cái khúc phần đuôi nha mọi người, mà nó chung chung vậy thôi nè. Để cuộn đơn giản món này. Sau khi Khánh cuộn xong nè, Khánh đưa cho nhỏ em mình cột lại nha mọi người, cột bằng lá hành nè, cho nó cố định lại á. Em gái mình là cho đảm nhiệm á, cái khó khăn nhất là mọi người cột. Đây có khó khăn không mà anh? Mình có đẹp không mọi người? Đồng lúa bao la luôn ha. Sau một thời gian cuốn chặt vặt thì Khánh cũng đã cuốn xong rồi mọi người. Đây cuốn cuối cùng luôn. Tiến hành nướng thôi, Khánh cũng có bụng quá. Nướng cho mình, em nướng cho mình nha. Thì cái bò cụ này mọi người mình thấy chở liên tục nha mọi người, tại nó mỏng á, nó đảo nó liên tục nó khét nhiều quá là thấy tội nghiệp con gái mình quá, mình sẽ đảo tiếp nha mọi người. Khoảng 20 phút thì Khánh đã nướng hoàn thiện cái thịt bò cuộn kim châm này rồi nha mọi người. Thì em gái mình sẽ chặt cái dĩa, sau đó anh em thưởng thức.
theo dõi nhé. Sau một thời gian mọi người, hai anh em nó vất vả, vật lộn như một giống bò này cuối cùng cũng hoàn thiện nha mọi người. Hai anh em sẽ đem ra thưởng thức thôi. Mời các bạn theo dõi nha. Thì cuối cùng thì anh em mình cũng đã dọn ra nha mọi người. Thì bạn mình có bán rượu nè, giờ mình review giùm nè. Đó, các bạn nhìn tiếng hiệu gì đúng không? Mình thử nếu mà được mình cho tiền, không được mình lấy luôn. Thánh xe gót kìa. Sau khi đã có rượu xong thì anh em mình sẽ đi nghe cắm sang trước là bẩm của mình làm như thế nào. Thì Khánh mời mọi người nha, gặp như nó mắm thằng Khánh. Ngon, ngon, dai, sung. Bây giờ là em gái à, giỡn á. Ngon lắm em. Ngon chấm. Chấm đi. Sao sao sao? Ngon. Rồi. Thế anh em mình thưởng thức những cô bạn coi thử sao. Đây, mời anh. Thơm thiệt. Cảm ơn nha. Ủa. Thôi rồi nha. Ngon. Làm ly rượu của một bạn nữa. Ngon quá. Rượu ngon, thịt ngon. Món này cũng dễ làm mọi người. Nước chấm của Khánh á, mọi người cũng thấy đó, đơn giản. Là biến cắt ngon. Chai mà. Cái kim châm ngon lắm mọi người. Bò ngọt kim châm nó giòn gụm 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 gụm. Quá ngon. Hai anh em mình uống ly thì kết thúc clip. Nãy giờ là cũng lâu rồi. Nãy giờ anh em mình cũng quay review cũng lâu rồi mọi người. Thì tới đây cho anh em mình xin kết thúc clip nha. Thì mọi người có ý kiến gì thì góp ý cho mình, lận cho anh em mình biết để làm mấy cái clip sau này. Bây giờ các bạn nhớ đăng ký, like. Bạn bữa nay thấy mình lùn hơn nhóm em mình không bạn? Thật sự nó ngồi ghế mọi người, mấy bạn. Kìa. Nó ngồi ghế mình đứng á, cho nên mình lùn nghe chứ không phải mình lùn nó đâu nha. Thôi chào tạm biệt.